Bản tin Arsenal ngày 10 tháng 10. Ra phán quyết cho Saka, FA không nể nang Arsenal. Các cầu thủ sẽ bắt đầu hội quân cùng với đội tuyển quốc gia để tập trung cho loạt trận FIFA Days vào tháng 10. Tuyển Anh tiếp tục trở thành nơi thu hút nhiều sự chú ý vì sở hữu nhiều hào thủ. Người hâm mộ còn đặc biệt chú ý câu chuyện giữa Bukayo Saka và FA. Trước đó xuất hiện thông tin vì lo ngại bào mòn sức của Saka nên FA và Arsenal cân nhắc để cho Saka ngồi ngoài ở trận giao hữu gặp Scotland. Thể trạng của cầu thủ sinh năm 2001 thực sự bất ổn vì anh ngồi ngoài chứng kiến Arsenal đánh bại Manchester City. Điều đó cho thấy chân chạy cánh 22 tuổi đang gặp chấn thương, điều đó có thể khiến anh không hội quân trên đội tuyển quốc gia. Song nguồn tin từ Daily Mail tiết lộ rằng FA vẫn muốn Saka có mặt ở đội tuyển. FA sẽ chào đón Saka tại khu tập trung St. George's Park vào cuối tuần này. Tin tức này có thể gây ngạc nhiên cho Arsenal và Mikel Arteta, người có vẻ tin tưởng huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ để cho Saka nghỉ ngơi. Một khi Saka lên đội tuyển, nhân viên y tế của Tam Sư sẽ tiến hành kiểm tra cầu thủ này tại St. George's Park. Đẳng cấp Declan Rice. Tiền vệ người Anh đã có màn thể hiện thực sự đẳng cấp trong cuộc thư hùng với Manchester City đêm qua. Trái với kỳ vọng từ người hâm mộ, cả hai đội đã chơi khá chặt chẽ và không có quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra trong suốt trận đấu. Rốt cuộc, một bàn thắng có phần may mắn đến từ Gabriel Martinelli đã giúp pháo thủ giành được trọn vẹn 3 điểm. Bên cạnh Martinelli, hiển nhiên là nhiều cầu thủ khác cũng đóng một vai trò quan trọng trong thắng lợi của Arsenal, điển hình như Declan Rice. Tỏa sáng trước Man City, ngôi sao người Anh đã chứng tỏ được bản thân là một cầu thủ lớn và hoàn toàn xứng đáng với mức phí khổng lồ mà Arsenal đã chi trả. Thi đấu như một tiền vệ con thoi, Rice có những đóng góp quan trọng ở cả hai mặt trận phòng ngự lẫn tấn công, giúp pháo thủ không bị lép vế trong tuyến giữa. Số liệu từ Squawka cho thấy rằng, cựu sao West Ham gây ấn tượng với 57 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác vào khoảng 90% và không có bất kỳ tình huống phạm lỗi nào. Rice có tổng cộng 4 lần thu hồi bóng, giành chiến thắng trong 4 tình huống tranh chấp tay đôi và trực tiếp cứu nguy cho Arsenal với một pha giải về ngay trước vạch vôi. Tiền vệ người Anh còn để lại dấu ấn mạnh mẽ với 3 tình huống đánh chặn, 3 pha tắc bóng chính xác và 2 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Anh cũng là cầu thủ được SofaScore chấm điểm cao nhất trong trận đấu này với 7,7 điểm. Ba điểm đen trong trận thắng của Arsenal. Thảm họa Eddie Nketiah. Một lần nữa Nketiah tiếp tục được huấn luyện viên Mikel Arteta tin tưởng và trao cho trọng trách lĩnh sướng hàng công của Arsenal trong vai trò tiền đạo trung tâm. Dù vậy, Nketiah chưa thể đáp lại niềm tin đến từ chiến lược gia người Tây Ban Nha khi anh vẫn mang đến một màn thể hiện thực sự kém cỏi. Trong gần 80 phút có mặt ở trên sân, Nketiah được cung cấp khá nhiều cơ hội để điền tên mình lên bảng tỷ số. Song tiền đạo này đã khiến những người đồng đội của mình thất vọng khi cả 3 tình huống dứt điểm mà anh thực hiện đều không đi trúng mục tiêu. Cần biết rằng Nketiah chỉ có vỏn vẹn 5 đường chuyền chính xác trước Man City, thấp hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của cả hai đội. Được biết rằng lần gần nhất mà Nketiah ghi bàn đã diễn ra cách đây hơn 1 tháng trong cuộc đối đầu với Crystal Palace vào ngày 26 tháng 8. Từ đó cho đến nay, chân sút người Anh đã trải qua 7 trận đấu liên tiếp tịt ngòi trên mọi đấu trường và đóng góp duy nhất mà anh có được là chỉ một pha kiến tạo. Chắc chắn Arsenal sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đua vô địch nếu như đầu tàu của họ tiếp tục gây sự thất vọng. Hai bộ mặt của Jesus. Kể từ thời điểm trở lại sau chấn thương, thay vì đảm nhiệm vai trò trung phong cắm, thì Gabriel Jesus thường được bố trí thi đấu như một tiền đạo cánh tại Premier League. Có lẽ vì vậy, những màn trình diễn của tiền đạo người Brazil cũng trở nên thiếu ổn định. Và cụ thể hơn thì anh đã thể hiện hai bộ mặt khá trái ngược nhau tại Premier League và đấu trường quốc nội. Jesus đang thi đấu với một phong độ thực sự ấn tượng tại Cúp châu Âu với 2 bàn thắng sau 2 lần ra sân. Tuy nhiên, cựu sao Manchester City lại không thể nổ súng hay kiến tạo trong 5 trận gần nhất ở Premier League lẫn League Cup. Đêm qua, anh đã tiếp tục có một trận đấu khá mở nhà trước đội bóng cũ của mình và nhận về một số điểm tương đối thấp từ SofaScore, chấm 6,8 điểm. Số liệu cho thấy Jesus không có bất kỳ cú sút trúng đích nào trước Man City, đồng thời anh cũng không thể tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Rõ ràng Jesus không thể phát huy hết phẩm chất của mình khi phải thi đấu ở hành lang cánh. Ác mộng chấn thương. Vừa mới chỉ trở lại sau chấn thương, Leandro Trossard lại một lần nữa gia nhập danh sách bệnh binh của Arsenal và phải nhường chỗ cho Gabriel Martinelli ngay sau khi một thi đấu khép lại. Đáng chú ý, dù thi đấu trọn vẹn 90 phút trước Manchester City, William Saliba cũng đã được xác nhận là dính chấn thương và sẽ không tập trung cùng đội tuyển Pháp trong loạt trận quốc tế sắp tới. Nếu có thêm ca chấn thương nào xảy ra trong đợt tập trung quốc gia lần này, chắc chắn Arteta sẽ đối mặt với một bài toán nhân sự nghiêm trọng.
Arteta tiết lộ điều điên rồ về Martinelli sau khi hạ Man City. Martinelli không thi đấu kể từ sau chiến thắng trước Everton vào cuối tháng 8. Anh bỏ lỡ 5 trận đấu gần nhất vì chấn thương gân kheo. Tuyển thủ người Brazil dự kiến sẽ không ra sân trở lại cho đến hết sau khi kỳ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế trong tháng này. Tuy nhiên, anh bất ngờ góp mặt trong đội hình của Arsenal tiếp đón Man City trên sân nhà Emirates. Martinelli được tung vào sân ở đầu hiệp 2 thay cho Leandro Trossard, người gặp vấn đề trong hiệp 1. Và không ai khác khi chính Martinelli ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal hạ gục Man City. Đáng chú ý, huấn luyện viên Arteta tiết lộ với BBC Sport rằng tầm ảnh hưởng của Martinelli thật sự tuyệt vời. Trước hết xin cảm ơn vì cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để có mặt trong trận đấu này. Không ai tin rằng Martinelli sẽ có mặt. Cậu ấy liên tục nói rằng tôi sẽ ở đó, tôi sẽ ở đó. Martinelli đã nói trong vài tuần rằng tôi sẽ ở đó trong trận đấu với Man City. Mọi người đều bảo Martinelli rằng vẫn còn quá sớm. Dù vậy, cậu ấy liên tục muốn ra sân. Tâm lý của Martinelli thật sự đáng kinh ngạc ở độ tuổi này. Thật vui khi có cậu ấy. Ngày hôm nay, Martinelli thay đổi trận đấu và cậu ấy thực sự giúp ích rất nhiều cho đội bóng. Nóng, cập nhật thương vụ Arsenal Pedro Neto. Theo tiết lộ từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, danh sách mục tiêu của Arsenal vẫn luôn có tên Pedro Neto, nhưng đến nay thì thương vụ này vẫn chưa có gì cụ thể. Ký giả người Ý cho biết, chúng ta vẫn thấy rất nhiều tin đồn về Pedro Neto và có vẻ như tôi đã nói hồi tuần trước, về mặt chuyển nhượng, mọi viễn cảnh đều có thể xảy ra với cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha vào năm 2024. Wolverhampton đã nói không với các đề xuất trong mùa hè và cũng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ chấp thuận việc bán đi Neto vào tháng 1. Nhưng hãy chờ đến năm 2024, cho dù đó là tháng 1 hay mùa hè, bởi vì các câu lạc bộ quan tâm sẽ tiếp cận. Chỉ hơn một năm trước thôi, Arsenal từng có kế hoạch chiêu mộ Neto. Họ vẫn luôn quan tâm đến cầu thủ này và liên tục theo dõi cậu ấy. Nhưng đồng thời cũng có những câu lạc bộ khác đang theo sát tình hình. Neto luôn có tên trong danh sách mục tiêu của Arsenal nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì cụ thể. Và cuộc đua có vẻ như hoàn toàn đang rộng mở.